Hai chị Minh, năm nhìn lại. Bây giờ đây. Đối phương đã giúp cho SC Đà Nẵng có mặt tại vòng đấu này.
Đã bị cho các thủ SC Aguilera trừng giây. Vừa rồi là pha dứt điểm của Văn Dũng, cầu thủ mà áo số 8 bên phía SC Aguilera này. Văn Điền, Long Vũ. Văn Điền, Văn Hải, Long Vũ. Vừa rồi pha xuất bóng của Văn Dũng.
Các kinh phá đi bóng đấy. Gôn nó chưa kinh hết. Màu màu với lét báo à. Hai màu màu hay báo à. Anh là một cầu thủ phải nói rất đa năng.
anh luôn luôn có mặt ở những vị trí trong đáy của đó là pha ra chân rất nhanh của cầu thủ Mao Xuân Thái, phải nói là một pha xuất sắc rất mạnh và rất chính xác. Và thủ thành của người FC Đà Nẵng cũng đã vất vả, rất vất vả để cản phá và xuất bóng vừa rồi. Vẫn là Khắc Kinh đang kiểm soát bóng. Nguyễn Thái, Văn Dũng, một pha xuất bóng ớ của Văn Dũng, và bóng đã đi hết đường biên ngang. Đưa bằng có ngón, hôm nay bằng ba ngón. Chỉ trong một thời gian tích tắc rồi thì thủ thành bên phía CR Lý Bay đã phải hai lần để cản phá các pha tấn công của các cầu thủ áo Vienna. Đá biên cho các cầu thủ FC áo Vienna. Trong những trận đấu mang tính chất quyết định như thế này thì việc giữ vững chiến thuật đó là điều cần thiết của tất cả các cầu thủ thi đấu trên sân. Và hiện nay thì chúng ta nhận thấy rằng hai đội cũng đang tổ chức rất tốt cái chiến thuật mà ban huấn luyện đã đưa ra. Mặc dù họ đã nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm bàn thắng, cho đến thời điểm này thì tỷ số vẫn đang là 0-0. Hai đội vẫn chưa tìm được một lối đi nào yên thắng và vô hạn. Bởi sự chắc chắn của hai đội. Nguyễn ơi,
phải nói rằng thủ thành Hải Đăng người đang nằm trên sân tôi rồi và một tấm lá chắn cực kỳ chắc chắn trong khung thành của các cầu thủ SC Đà Nẵng. Nhưng ngày hôm nay đối đầu với các cầu thủ áo gris Anna với những chân sút phải nói là rất chất lượng, thì đã liên tục cản phá. Và với nỗ lực của thủ thành này thì anh giờ đây đang nằm trên sân. Vâng, anh đã đứng dậy sau sự chăm sóc của các nhân viên y tế bệnh viện FC Đà Nẵng. Và trận đấu sẽ là được tiếp tục. Trở lại trận đấu sẽ là một pha đá biên dành cho các cầu thủ FC áo cưới Ana. Đó là một pha bóng bóng trực ngang. Bay 1-0. Game bay 1. Hả? Hỏi hoài hả? Có game đi mà. Coi tắt bình luận sao á? Coi điện thoại đâu coi bình luận đâu. Điện thoại mà chưa nghe. Có cập nhật bị số không? Gì?
mà để nguyên coi luôn đó, là nó không. Thì để ngang sao Thái? Đâu vậy? Ý là anh bật màn hình ngang lại, ai coi vậy? Người ta coi, ta bật màn hình ngang lại. Ý là người ta coi á, người ta bật màn hình ngang lại coi vậy? Sẽ là cuộc tranh tài của đấu thứ tư. Thì ấy là nói khán giả coi á, ta không thấy. Giải bóng đá thì cái phần mở đầu mà thứ nhất giữ và đá. Đó là gì? Tranh tài của FC Trà Sơn và FC Seattle. Và Seattle FC chúng ta tiến đến tối đa để hoàn thành danh sách đăng ký và cầu nguyện cho hai đội của mình. Một lần nữa xin mời ban huấn luyện của hai đội bóng FC Seattle và FC Trà Sơn chúng ta hoàn thành danh sách đăng ký. Biết là gì đâu? Không thấy đâu. Sau trận đấu này. Cảm ơn xíu đây. Uống nước đồ. Ha. Quyền ơi. Một coi. Ai nước chăm sóc, ai chăm. Ai nước cho đội hình này, lao mặt vô. Đây là ông Thảo Kiệt. Không, đụng mày dưới quê đâu, dưới quê. Quê em. Một không đội. Anh chỉ thôi rồi. Từ. Anh quà. Anh quà. Anh quà. Tỷ số là 1-0 về Liên Bay. Không lẽ giận lẫy. Giận tỷ. Hay lắm mà, vậy thôi nó ngày đi. À. Anh Nam nói dạ. anh nói bậy em á. Mệt quá đèn đuốc chi chắc đấy là phụ vậy thôi chứ còn giờ chụp cái này cần gì đèn. Tắt đèn đi. Quyền bỏ trong đây mà đi tìm. Tắt đèn nhão luôn. Tỷ số là 1-0. Má bây giờ hiệp 2 ở trường sân lửa trái rồi. Hãy đèn. Giờ chụp đèn chi đâu, ISO tăng lên. Sony mày sợ gì? Hạ khẩu xuống hết luôn. Khẩu 4 tăng, hạ dòng lượng xuống để ISO cao lên. Không sao đâu. Quay. Mày im đi Hải à? Đèn có ăn mì nước em? Không. Ăn không? Mua lát ăn luôn. Ăn gì? Mì á. Không, ăn nước. Ăn 3 cuốn chén vô cũng được. Về rồi, đi cua. Tôi đi ghen mấy người mới đuổi thay đủ rồi. Mấy người đuổi tôi với đuổi tạ. Nam đuổi á, Nam suối á. Đuổi. Quyền ơi. Quyền nghe. Đã đi mày. Anh luôn, đều. Đại đi dám kêu. Mày im đi Hải à. Thành ra, nghĩa nào đã hết, xin mời hai đội chúng ta đổi sang để tiếp tục thi đấu.
Hiệp đấu thứ hai. Và như vậy là trải qua hai trận đấu diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta đã xác định được hai đội liên tiếp, đó là FC PN và FC Phước Lộc. Hai chiến thắng đầu tiên trong ngày hôm nay. Và giờ đây trận đấu thứ ba này, đó là cuộc so tài của FC Đà Điểm Bay và FC Áo Cưới Anna. Và sau khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất thì các cầu thủ FC Đà Điểm Bay họ đang tạm thời dẫn trước 1-0. Bây giờ đây thì hai đội sẽ tiếp tục trở lại sân để thi đấu hiệp đấu thứ hai. Trong hiệp đấu thứ hai này, các cầu thủ FC Đà Điểm Bay trong trang phục áo cam, họ sẽ bảo vệ khung thành phía bên tay trái bàn ban tổ chức. Và các cầu thủ Áo Cưới Anna, hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu. Các cầu thủ Áo Cưới Anna là đội giao bóng, họ bảo vệ khung thành phía bên tay phải bàn ban tổ chức. Đá lên cho anh hả? Đá lên cho các cầu thủ Bay. Vẫn là các thủ đội đi bay FC đang có bóng. Sự phối hợp của họ rất nhuần nhuyễn và rất chắc chắn, cùng với những bước chạy đầy tốc độ của các cầu thủ trẻ đã giúp cho các cầu thủ đội đi bay FC Đà Điểm Bay có được cuộc bàn thắng đầu tiên tại trận đấu ngày hôm nay. Ở bên kia chiến tuyến thì các cầu thủ Áo Cưới Anna cũng đang đẩy cao nỗ lực tấn công để tìm kiếm một bàn thắng sau bàn tỷ số và bàn thắng trận đấu ngày hôm nay. Và một cái bắt tay thân tình của hai cầu thủ trên sân. Cho các cầu thủ đội bay FC, đó là một đường truyền cho đồng đội. Phản công cho đội bay FC. Cho cầu thủ áo số 3 Văn Hiền với pha cản phá vừa rồi.
pha lên bóng đầy nguy hiểm của Khắc Kinh. Ông ơi, cho tôi thổi. Ở đâu? Ai cho? Ở đây, đó là một cái đơn khá quen thuộc. Trường Giang sẽ là người thực hiện pha đá phạt này cho các cầu thủ áo quý là một cơ hội để rút ngắn tỷ số. Và một lần nữa thì bóng đã tìm đến hàng rào. Trường Giang điện thoại. Anh bình tĩnh đi. Dẫn cầu nha. Dẫn cầu nha. Nguyên chạy về. Đổi đầu đi. Khi bóng cho Khắc Kinh và Khắc Kinh đã bỏ bóng cho Trường Giang. Đêm bay. Chào đâu. Anh bình tĩnh đi. Với sự đeo ám của ba chiếc áo vàng. Và Trường Giang vẫn đưa ra một cú sút. Bình tĩnh ra đi. Anh ai xong rồi. Đi quay. Con chịu ông làm gì mà ông có tiền ông có mới ra ông để chặn một một người quanh có em bữa đêm về chứ con về thấy mà dạ Lôi.
xác nhận với lại ban tổ chức nha. Với sức trẻ thì các cầu thủ là điểm bay, họ rất nhanh nhẹn trong những đường tấn công và đặc biệt là những pha thu hồi bóng. Và vừa rồi chúng ta cũng nhận thấy một pha cản phá phải nói là rất là quyết liệt của các cầu thủ. Lên đi bay. Về đây chơi. Và giờ đây sẽ là một pha đá phạt góc dành cho các cầu thủ áo cưới Anna. Người đang đứng trước bóng thực hiện và đá phạt góc này là Trường Giang. Các tin một lượt chuyền. Và một pha phản công. Không thành công của các cầu thủ Lên đi bay FC. Trường Quốc. Các tin. Trường Quốc Nguyễn Thái. Như vậy là các cầu thủ với Anna. Anh Nam một lỗi đá phạt gián tiếp. Đây là một pha đá phạt. Anh Nam rất gần. Anh Nam ghi doanh nghiệp nào ủng hộ vui lòng gọi xác nhận với lại ban tổ chức cho số Minh Nhân rồi không? Nãy giờ tao ủng hộ quá trời đó mà biết tuyệt vậy. Để đi bay. Họ sẽ đó. Nãy giờ bình luận ủng hộ cả trăm mấy triệu lần. Có. Nãy giờ tao ủng hộ lum. Cầu thủ áo số 7 bên phía đội tuyển Malaysia. Doanh nghiệp gì 20-30 đi tâm ấy ghi trên đó. Ghi bình luận đó. Mà kêu gọi xác nhận chứ đó mình không biết. Cứ bóng mà tổ chức cầu thủ tấn công. Quý tài. Và nhận xét đá bi. Đó là rất kỹ thuật của các cầu thủ áo số 7. Trước nha. Nhiều lắm ở trên á. Anh kéo bình luận ở trên á nhiều lắm. Nguyễn Thái, Trường Quốc, Khánh Tinh, một pha nhà bóng cho Nguyễn Thái, là một pha sút bóng chính xác. Một pha dứt điểm phải nói là rất chính xác. Những đôi tay của thủ bằng bên dưới xe đời với bay, vẫn đang là người. Anh ghi một tình cát lên coi thử người ta gọi sẵn sàng của chúng ta. Anh ghi sẽ để bay là rất tốt. Thông tin như nãy nói. Như vậy là ba thắng cũng đã đến với các cầu thủ FC Áo Cưới Anna. Tình huống bóng phải nói rằng khá bất ngờ đối với những khán giả của Bắc Kinh sân ngày hôm nay. Và với bàn thắng này, một tài giúp cho các cầu thủ Áo Cưới Anna rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Và đặc biệt đã đem lại một tinh thần thi đấu cho các cầu thủ Áo Cưới Anna tốt hơn. Đó là điều chắc chắn bởi vì họ đã có được một bàn thắng. Và đây là một tinh thần thi đấu tuyệt vời hơn trong những phút còn lại của hiệp đấu thứ hai này. Và với pha nhận xét của Nguyễn Thái với các đồng đội
thì cầu thủ áo số 7 này đã có được một bàn thắng tại trận đấu ngày hôm nay, giúp cho Aquila rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nỗ lực của Nguyễn Thái là rất nhiều trên sân và sự nỗ lực ấy đã được đáp bằng một bàn thắng để rút ngắn tỷ số và băng lên của thủ thành bên phía FC để đi bay. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 tạm nghiêng về các cầu thủ Derby FC. Trên vai của các cầu thủ áo cưới Anna là một bàn thắng nữa để xác lập tỷ số. Trọng tài xác định là một pha phạm lỗi của thủ thành bên phía FC áo cưới Anna. Và với pha đạp này thì chúng ta đã nhận thấy có một cầu thủ bên phía Derby FC đang nằm sân. Và trọng tài cũng đã cắt gọn cho tình huống này. Hiện nay các bác sĩ đang chăm sóc cho phạm lỗi của cầu thủ áo số 8 mình bị FC Đà Nẵng ghi thắng.
Thủy Giang sẽ là người đã phạt trò các hữu với Na Khắc Linh. Trường Giang, Trường Quốc và Trường Giang Khắc Linh. Tôi đã đến với các cầu thủ áo cưới Anna. Lôi. Phải nói rằng cho đến lúc này thì tốc độ trận đấu là rất cao. Và những đội bóng lên bóng của Ireland cho khán giả của chúng tôi không kịp để theo dõi đội bóng. Và đó là một tốc độ phải nói rất cao, cực kỳ cao. Rồi, chờ trận cuối cùng nha mọi người, tắt nha.